Hello, em mến chào quý vị. Đang chờ cái anh làm xong cái quạt là mình về lại nhà. Trong thời gian rảnh rỗi ra tám với quý vị. Thì có nhiều bạn hỏi Mai là những năm đầu tiên mình đến Mỹ mình có gặp khó khăn gì không? Rồi có ảnh hưởng nhiều về cuộc sống thay đổi không? Thì mới nói cho các bạn nghe nha. Trăm người trăm hoàn cảnh, ngàn người ngàn hoàn cảnh, không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào hết á. Hồi xưa mà Mai còn đi làm á nha, tiệm Mai đông thợ lắm. Tiệm Mai là 30 thợ luôn, nên thành á thợ vào thợ ra, thợ tới thợ lui. Qua không biết bao nhiêu là thợ đến cái tay Mai hết á, nên thành có nhiều hoàn cảnh lắm. Tại vì những người thợ mà vào làm với Mai nè, những người mới qua cũng có, những người qua lâu cũng có, những người đại khái là mà Mai là người dễ chia sẻ, dễ thông cảm, nên thành những người thợ đó hay chia sẻ kể cho Mai nghe nhiều cái mảnh đời lắm. Sau đây là một câu chuyện mà mảnh đời đời thật mà 100% luôn, 100% luôn mà éo le khủng khiếp luôn nha. Thì cái anh Việt Kiều á, ảnh mới về Việt Nam, ảnh mới không phải là quen mà là người ta giới thiệu thôi, người ta giới thiệu về cưới vợ. Không phải là anh đó ế, tại vì anh đó cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, cũng có bề ngoài cũng dễ nhìn, nhưng mà vì không biết là theo mình nghĩ á nha, thì chắc là ông tơ bà nguyệt xe duyên, hay là họ nói là dẫu đi chung cũng chiếc thuyền cũng có duyên từ kiếp trước, mà nhiều khi mình có duyên mình gặp nhau rồi chứ chứ không phải là người ta Việt Kiều về nước không phải là người ta không có khả năng có vợ ở bên Mỹ đâu. Có nhiều người nha, rất là nhiều người làm mai làm mối ở Mỹ nhưng mà không thích, họ về Việt Nam họ cưới thôi à, không hiểu lý do làm sao cái đó. Là nhưng mà cái cô thợ mà từ Việt Nam qua Mỹ á, kể cho Mai nghe á, mà một câu chuyện rất là các bạn bình luận sau khi Mai kể câu chuyện là lỗi ai, lỗi cô đó hay là lỗi anh đó, hay là lỗi ông tơ bà nguyệt xe duyên lầm, hay là nhiều cái chuyện lỗi xảy ra lắm. Nhưng mà về đám cưới Việt Nam thì đêm cô ta qua, thì khi cô ta qua cô ta mới có 22 tuổi à, rất là trẻ rất là xinh, mà anh đó là cũng 30 tuổi thôi, lớn hơn có 8 tuổi, thì không phải là đũa lệch đôi. Thường thường vợ mà lớn hơn chồng dưới 10 tuổi thì ok rồi, thời đại bây giờ, hồi xưa thì ấy, chứ bây giờ thì dưới 8 tuổi là được, dưới 10 tuổi là được rồi. Nhưng mà anh này lớn hơn cô đó 8 tuổi, thì khi cưới qua nha, ngày đầu tiên luôn, ngày đầu tiên luôn, không có tới ngày thứ hai luôn á, đón từ phi trường về, đón phi trường về các cô đó mới kêu anh cho em mượn cái phone á, em gọi về mẹ cho mẹ biết là em đến nơi bình yên. Cái anh ta đưa cái phone cho cô vợ gọi, tại vì cô vợ mới tới đâu có phone đâu. Cái gọi mới cầm cái phone thôi nha, có một cái tin nhắn nhảy vô, tại vì tin nhắn nhảy vô là vợ anh qua tới rồi hả, đón về nhà chưa.
thì cầm cái phone hay thì của lướt qua thì của thấy những cái tin nhắn hai người rồi qua lại là đó là một mối tình mà mối tình không có trong sáng, không có đàng hoàng. Thì cũng hỏi ai vậy, cái anh chồng anh giật cái phone một cái theo phản xạ tự nhiên mà giật coi làm gì, tin nhắn của người ta mà coi làm gì, mất lịch sự. Mà trời ơi, ngày của qua ra rời khỏi Việt Nam đi là mang biết bao nhiêu hoài bão, ước mơ, tình yêu, mọi thứ đều gọi là xây một thiên đường luôn á. Vừa mới tới, mới có hỏi cái tin nhắn vậy thôi, cái chồng làm như một hơi như tát nước vô mặt vậy á, nói gọi làm gì, coi làm gì này kia cái nọ. Ủa, là vợ không có được quyền coi cái message chồng là mất lịch sự thiệt, coi phone chồng là mất lịch sự thiệt, nhưng mà vô tình cầm cái phone trên tay, cái tin nhắn nó nhảy vào như vậy, không được quyền hỏi vợ mà đâu phải nhân tình đâu, đúng không? Của hỏi là đúng chứ không có sai, theo như Mai nhận xét nha, còn các bạn thì không biết. Của hỏi người đó là ai thì đúng mà, của có quyền hỏi mà, tại vì của là vợ hợp pháp, người yêu mà anh nâng niu. Các bạn biết không, đưa một người từ Việt Nam qua Mỹ không phải là một sớm một chiều các bạn đưa qua được, bao nhiêu giấy tờ, dây mơ rễ má, thuế này thuế kia, đủ thứ đó. Để đưa một người vợ đến Mỹ không phải là một sớm một chiều, bao nhiêu vất vả mới đưa tới. Mà của tin tưởng vào tình yêu của quá mà, của đi với hoài bão ước mơ mà tự nhiên dứt của một phát vậy, cái của cô cũng em không có quyền hỏi sao. Của cũng hổn, cũng bữa đó cũng hổn. Em không có quyền hỏi sao, con đó là ai, con đó là con nào này kia nọ, tại vì cái message có mấy cái message nhạy cảm nữa. Thì anh chồng á, anh nói người yêu cũ đó, cái cô khóc quá chừng bù lo. Ủa, người yêu cũ mà tại sao còn nhắn với anh, còn qua lại, còn nói hả, tối qua mới vừa ở với anh xong nữa, nói tóm lại là người yêu cũ gì kỳ vậy. Khóc quá chừng khóc cái bắt đầu nói những cái lời mà lời qua tiếng lại, gọi là không có mềm dịu á, không có mềm dịu. Cái cô nổi điên, cái anh giật cái phone của cũng tới, cô giật cái phone dằn qua dằn lại, cái bắt đầu không biết làm sao. Cái anh đó anh nói là từ nay cái đi á là đừng có mà cái gì biết điều á, thì sống tốt, còn không biết điều là phần ai nấy sống. Trời ơi, ngày đầu tiên từ Việt Nam qua Mỹ không biết một cái gì hết, tiếng Anh tiếng Ngô cũng không biết, nghề nghiệp thì chưa có, mới bước chân xuống gặp, ngày đầu tiên gặp ông chồng ông dớt một phát như vậy, mà không có bà con dòng họ gì ở Mỹ hết. Các bạn làm gì giờ? Khóc hả? Chia tay hả? Hay là tha thứ? Hay là bỏ qua hết tất cả, chúng ta làm lại từ đầu? Mà cũng đâu có được, cũng đã nói rồi. Nói là phải không phải thì phần ai nấy đi. Trời ơi, cái bắt đầu từ ngày đó trở đi hả, anh ta coi cô ta giống như một cái thùng rác luôn á, y như một cái thùng rác luôn, như là cái gì còn muốn ngó nha, cái mặt của cô tôi không muốn ngó luôn. Kỳ vậy, ông ta bà Nguyệt ấm xe viên lộn á đó. Cái bắt đầu của cũng đâu có biết làm gì đâu, khóc 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 mãi, khóc
khóc mãi rồi cũng phải nín thôi. Cuộc sống này thì buổi sáng mặt trời nó mọc, buổi chiều mặt trời nó lặn, thì cuộc sống nó cứ tiếp diễn như vậy. Mà đi đâu bây giờ không biết đi đâu, thì của tâm sự với Mai là cũng không biết đi đâu về đâu, mà không biết làm gì hết. Mà không lẽ giờ tự tử à? Tự tử thì tội cho cha mẹ mình quá, đúng không? Thế cô nói vậy, cô bây giờ phải sống. Mà sống thì làm gì giờ? Một đồng xu không có trong người. Cha mẹ nghĩ đưa con qua đây là xong rồi. Đâu có thể nào mà gọi về nói với cha mẹ là với anh chị là em đang bị trong trường hợp này, em đang bị chồng bỏ, em đang bị chồng có bồ, em đang bị này kia kia nọ. Bắt đầu từ đó hả? Anh ta ngang nhiên gọi phone luôn. Cần gì gọi em nha Ni. Cần cái gì thì gọi em. Anh ta ngang nhiên gọi, nói chuyện với cô bồ luôn. Thì ra là các bạn biết làm sao mà có bồ rồi mà có vợ không? Không phải có bồ rồi mà có vợ, là hồi người hai người quen nhau. Quen nhau rồi một thời gian á, là không đến được với nhau, chia tay, mà chia tay hẳn luôn á. Thì anh ta mới về Việt Nam, người ta mới làm mai làm mối cái cô đó cho anh ta. Thì cái nhìn đầu tiên thì thấy đẹp, cảm tình, dễ thương, hiền hậu. Cái nghĩ ồ thôi bây giờ lập gia đình, là quyết định lập gia đình. Khi đến với cô đó là tình yêu thật sự, không có dối trá, không có gì hết trơn á. Không hề dối trá, không có một cái gì hết, lường gạt hay gì hết. Nhưng mà trong thời gian làm giấy tờ, các bạn biết nó lâu lắm, 2-3 năm mới làm xong. 2-3 năm làm xong thì cái cô người yêu cũ nè, họ quay lại với nhau. Mới đầu thì không có quay lại, nhưng mà tình cũ không đủ cũng tới mà. Thì họ yêu nhau lại. Họ yêu nhau lại thì anh ta cũng không có nói với cái cô bé Việt Nam là mình có người yêu rồi, tại vì người yêu cũ mà. Nhưng mà cô bên này là biết anh ta về cưới vợ. Chắc biết gì, Mai nghĩ chắc biết về cưới vợ nên thành cái giọng mà không ăn chứ mà người ta ăn thì tiếc vậy đó. Cũng như là chia tay rồi nhưng mà khi có vợ rồi, cái giống như là cảm thấy bị mất mát rồi yêu lại, rồi mới lúc đó họ mới ngộ nhận họ có yêu, có nhiều mối tình nha. Lúc họ yêu họ đang với nhau họ không biết là họ yêu, nhưng mà khi họ chia tay rồi á, họ chia tay rồi họ cũng nghĩ là họ không còn yêu người đó nữa, nhưng người đó có một người khác thì tình yêu họ cảm thấy bị mất. Giống như họ cái ồ thì ra là mình có yêu người đó mà mình không biết. Rồi cái hai người quen lại nhưng mà vẫn biết cô anh đó có vợ Việt Nam. Nhưng mà chắc Mai nghĩ của sẽ là người chiến thắng, tại vì nước xa đâu có cứu được lửa gần, nghĩ vậy, chắc vậy. Nhưng mà rồi giấy tờ xong, cô kia cũng đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và ngày đầu tiên như vậy thì các bạn làm gì bây giờ? Rồi nếu mà ở Việt Nam, ở xứ sở của mình á, thì chồng mà nói vậy thì thôi, đường anh đi, đường tôi đi cho nó lẹ. Còn ở đây làm sao mà sống ở một cái đất nước mà không hề biết một cái gì hết. Một đất nước giống như mình là người dân tộc mà xuống nha, thì làm sao mà sống trên một cái đất nước mà tiếng Anh cũng không biết, đi là câm, họ nói mình không nghe là biết, mình không lái xe được là què, mình không làm việc được. Đại khái là giấy tờ đồ không hề biết, mà không hề quen một người nào hết. Mà nếu mà mạnh mẽ nha, nếu mà thật sự mạnh mẽ
thì nói anh mua vé cho em chở ngược Việt Nam. Nhưng mà các bạn biết không, đi cũng mặt mũi mà đi cũng đốt thuyền rồi, mang bao ước mơ hoài bão đi, rồi gia đình thấy lấy chồng Việt kiều cũng nở mày nở mặt tè le rồi, đi rồi bây giờ về về làm sao được, nhiều chuyện nhiều lý do lắm. Đó là một trong những lý do mà của tâm sự với Mai là cũng không thể về Việt Nam lại, vì mặt mũi, vì gia đình. Mà ở lại Mỹ thì làm gì sống, mà lúc đó mới qua chưa có xô nữa, at least cũng phải có người chở mình đi tới chỗ làm giấy xô để giấy gọi là cái số bảo hiểm cái số mà số an ninh xã hội á, rồi bằng lái, rồi quốc phơ mệt đồ, nói tóm lại là kính thưa các loại mà để tồn tại trên đất Mỹ. Thì cô cũng khóc bao nhiêu ngày, khóc mệt mỏi, khóc rã rời, rồi cũng phải gọi là chịu đắm ăn xôi á, mà trời cũng thương á, để có bầu nữa đó, chứ phải như đừng có bầu nó cũng đỡ cực. Cái có bầu nhưng mà mới có 22 tuổi biết gì về cuộc sống. Ví dụ như có nhiều người họ lớn tuổi, họ kinh nghiệm trong cuộc sống á, thì có thể là họ sẽ tính thiệt, tính hơn, tính thua, đi nước cờ này sẽ như thế nào, đi nước cờ kia sẽ như thế kia. Còn mới 22 tuổi biết gì mà đi nước cờ, thì rồi có bầu nữa, ốm ngán ốm dài không đi làm được, rồi mà chồng thì coi giống như cái thùng rác trong nhà vậy, mà đâu có tính được cái gì đâu, nên thành cứ hằng học hoài. Một là ở là phải tha thứ, phải vun đắp tình cảm gia đình mình, phải bồi đắp gia đình mình. Còn hai là chia tay, cho dù trời sập xuống cũng chia tay. Còn đằng này á, đạt không ra nạt, mở không ra mở, dở ương, chia tay thì không biết làm gì, mà ở thì lại hằng học hoài, thì bắt đầu á người ta coi mình không ra gì hết. Dần hằng học thì người ta cũng đâu có vừa, người ta hằng học lại, người ta cũng có mùa ngoài đường mà, người ta đâu có cần mình nữa đâu. Rồi cái năm tháng trôi qua, em bé cũng ra đời. Thì em bé ra đời thì mà cái cô này rất là giỏi nha, rất là giỏi, cũng đi làm. Hồi mà tâm sự câu chuyện với Mai là cũng được 2 năm rồi, thì em bé được 1 tuổi. Em bé được 1 tuổi thì cô đi làm với Mai, thì cô kể câu chuyện vậy á. Cô nói với Mai là bây giờ em không biết làm sao, em ở nhà giống như một địa ngục luôn, em không thể nào mà thoát được cái địa ngục đó hết, mà em phải rời khỏi cái nhà đó thôi. Mà đi thì em đi làm không bao nhiêu tiền, rồi mới ra nghề thì mới 1 năm thì ra nghề không bao nhiêu tiền, mà phải trả tiền baby sit, phải trả tiền này tiền kia tiền nọ. Hỏi Mai, trời ơi chuyện gì á, còn bàn vô tán ra, chứ có chuyện vợ chồng sao dám bàn vô tán ra các bạn. Thường thường á là nó nói hả, vun đắp cho người ta thôi, đừng có chia rẽ là ăn tội. Mà cuộc tình vậy các bạn có nghĩ chia rẽ không? Nên thành sự im lặng của Mai là tốt nhất. Mai nghĩ như vậy, Mai làm thinh thôi. Mai kêu cái quan trọng là em còn yêu người ta hay không thôi, chứ coi giờ bây giờ chị có nói cũng đâu có quan trọng đâu. Thì cô nói em không còn yêu, em còn yêu chứ không phải là không còn yêu, nhưng mà em thù luôn chị, em thù vậy. Em không thể nào yêu như ban đầu được, mà em không thể nào trở lại như ngày xưa được nữa. Thì cuộc sống em như địa ngục trần gian luôn, em phải chia tay người này em mới sống được. Theo các bạn thì nếu là
mình nằm ở trong trường hợp đó mình sẽ như thế nào. Cái ca này nó thiệt khó với Mai á, thấy thì đơn giản thôi nha các bạn, nghe các bạn này nghĩ là ô bắt quá, chia tay đi, sống một người như vậy sống làm gì. Nhưng mà các bạn không có biết ở đất Mỹ chia tay thì sẽ làm gì đó. Cái quan trọng là sẽ làm gì đó. Có nhiều bạn là nói à, chia tay cho dù đi xin cũng chia tay nữa, đi xin ăn cũng chia tay. Ở Mỹ đi xin cũng đâu có dễ đâu các bạn, mà đi xin cũng không biết tiếng Anh nữa. Mà sao xin rồi làm gì, rồi lỡ công an, rồi lỡ police nó tới nó hỏi, cái điên hồn điên vía cũng không rành nữa, không biết một cái gì hết, sao đi xin. Mà đi xin thì ở đâu, rồi đường ngoài trời nó lạnh, mưa tuyết nữa, chứ đâu phải ở Việt Nam mà nó không mưa không tuyết rồi ngủ dưới lề đường cũng được đâu, không hề dễ đâu. Họ kêu ở Mỹ đi xin sướng với điều kiện bạn phải biết hết tất cả, bạn biết nơi nào xin nè, nơi nào ngủ nè, nơi nào ăn nè, bạn phải rành tiếng Anh, rồi bạn phải biết đi xe bus, bạn phải biết đủ thứ hết mới đi xin, chứ đâu phải dễ đâu, không hề dễ, thấy vậy chứ không hề dễ luôn. Nhưng mà cái cô đó rất rất là mạnh mẽ. Sau một năm chia tay, nhưng mà có một đứa con gái thì cô nói là em phải chia tay, em đi làm. Rồi cái đi làm ra đời, rồi cũng gặp bạn gặp bè, rồi người ta chỉ cho cái này, người ta chỉ cho cái kia, thì mới biết mà xe phòng, mướn phòng ở, xe phòng. Nhưng mà ngộ lắm, tới khi mà cô còn ở trong nhà thì bị dằn vặt coi thường như cái thùng rác nha. Tức khi cô quyết định chia tay đi á, khi mà cô chia tay á, thì á, lúc mà còn ở nha, đời nói anh, lúc mà còn ở là có con bù cũ á, nó cứ phá hoài à, nó ăn nó gọi tới gọi lui, nó dẹo tới dẹo lui, nó làm như trên đời nó hết đàn ông vậy á. Nhưng mà khi họ chia tay rồi á, con nó cũng đá ông luôn, động trời không, cũng chia tay luôn. Cái này không biết làm sao luôn. Thì lúc đó ảnh mới năn nỉ cô ta quay lại, năn nỉ ỉ ôi nói chuyện đàng hoàng. Thì lúc đó muộn màng rồi, cô ta đi rời khỏi. Theo như các bạn thì các bạn có về lại không? Về lại để cho con mình có cha, về lại để cuộc sống thoải mái hơn, về lại để mình cứng cáp hơn, hay là chia tay luôn cho rồi? Cô hỏi Mai thua. Mấy cái ca này thiệt tình nó khó lắm, thấy vậy chứ khó lắm các bạn. Họ nói hả, ráp vô thì dễ, mà mình chia tay người ta, mình nói mà lời mà để cho người ta xa nhau mang tội lắm. Mà không nói cũng không được, nhiều khi người ta hỏi mình mà mình không nói, giống như là mà nói thiệt nha, mấy ca này khó lắm, mày không dám, không có dám khuyên cái gì, khuyên sợ mang tội. Rồi Mai nghĩ á, là khi hết duyên là tự nó đứt à, còn duyên là mình có muốn chia nó chia cũng không được, cái phước nhà mình còn hay không thôi, Mai nghĩ vậy. Khi mà cái phước nhà mình không có đủ lớn á, nó hết phước rồi á, thì khiến cho tiểu tam tiểu tứ nó lãng vãng. Chứ khi mà cái phước nhà mình đủ lớn rồi á, tiểu tam tiểu tứ nó biến hết trơn à. Trong nhà sắp làm xong rồi, bây giờ Mai về, các bạn comment tới nha, là nếu là mình sẽ làm gì nha, nếu mà mình chia tay hay ở, hay là vậy. Mà năm nay á, là bé đó bao nhiêu tuổi rồi, bé đó bữa nay là 8 tuổi, 17, 6, 8 tuổi rồi, 8 tuổi rồi đó, bé đã 8 tuổi. Giờ thì hiện tại thì cô chia tay với ông
chồng đó rồi, của có một chồng khác rồi, cũng có một đứa con khác nữa rồi. Nhưng mà với cái thời điểm đó đó thì mình phải làm gì? Comment bình luận ở dưới nha, coi thử mình làm gì nha. Nhiều cái mảnh đời lắm, nhiều cái mảnh đời khi đến Mỹ lắm, nhiều mảnh đời. Nên Thành hỏi là mình có gặp khó khăn gì không? Thì trăm người, trăm cảnh, không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào ấy. Hoàn cảnh của Mai là Mai đến Mỹ là Mai không có phải dựa vô một người nào hết. Mai đã từ đầu mình đến Mỹ là mình sống trên đôi chân của mình. Thì Mai có ba mẹ đỡ đầu. Ba mẹ đỡ đầu là Godfather, là cha mẹ về đỡ đầu về tâm linh á. Thì dù muốn dù không thì Mai bước tới thì cũng có người đón Mai về. Thì mặc dù Mai phải tự trên đôi chân của mình, nhưng mà những cái chuyện mà ban sơ á, thì Mai cũng có người thân giúp, giống như chị con của vú Mai á, chở Mai đi lấy số rồi chở Mai đi thi bằng lái, rồi chở Mai đi làm này làm kia, làm giấy tờ đó. Nên Thành Mai không có gặp khó khăn về vấn đề đó, nhưng mà về cuộc sống nó khác á. Ví dụ như bên Mỹ khác, bên Việt Nam khác, thì mới đầu nó cũng khó khăn. Mà sao ngộ nha, bây giờ bên Mỹ nó ít lạnh nha, xã hội đó nó lạnh dữ quá à. Mai không biết là nó lạnh từ trong tim mình lạnh ra luôn hay sao á. Nó lạnh mà gọi là lạnh buốt xương luôn. Hồi nó mới tới Mai ở California, ở Los Angeles á, Mai về phi trường Los Angeles, nhưng mà Mai sống ở Orange County. Thì ở miền Cali là ai cũng nói nắng ấm quanh năm tốt, nhưng mà sau cái thời đó Mai qua tháng 5 mà sống nó lạnh nha, lạnh lạ lùng. Quần áo của mình á, mình mua đồ lạnh từ Việt Nam qua không có xi nhê gì hết trơn á. Nó lạnh mà gọi là lạnh, nó lạnh trong xương trong tủy sao mà nó lạnh lắm. Thời gian đó Mai sợ cái lạnh lắm. Cái vui mình tới cái Mỹ bao nhiêu chuyện mình phải lo. Rồi mình mới qua Mỹ mình chưa có làm gì hết, là mình phải đi làm những cái giấy tờ, rồi cứ ăn tiền mình mang qua mình ăn. Mà mình nghĩ mình sợ đó, như là tiền núi mà ăn hoài cũng hết. Mà mình sợ mình ưa đi kiếm việc làm liền thôi. Chị Mai á vui lắm, bây giờ nghĩ lại vui. Chị chở Mai đi biển chơi, chị chở dưới biển mà Long Beach á, là cái biển nó cũng đẹp lắm. Cái của chở xuống, chị chở xuống cái chị hỏi Mai á, biển có đẹp không? Nói thiệt nha, đẹp cái gì, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, mệt muốn chết. Ta nói nha, bây giờ là chỉ muốn là cuộc sống nó bình yên thôi, cuộc sống nó có công ăn việc làm, cuộc sống nó. Còn bên đây vừa lạnh vừa buốt, vừa nhớ nhà, vừa thời tiết thay đổi, vì con người thay đổi, vì công việc thay đổi, mọi việc thay đổi hết. Lúc đó nghe đi ngắm cảnh sao ngắm, chỉ dẫn Mai đi nhìn ngắm cảnh chứ hỏi đẹp không? Thôi em không biết nè. Ngàn bạn nào mà đi Mỹ mà không có đốt thuyền á là về lại thôi à. Còn đốt thuyền như Mai đi là Mai đốt thuyền á. Như là đi là không có cửa trở lại luôn, như là đi là không thể nào trở lại thì mới tồn tại ở đất Mỹ. Còn đi mà không có đốt thuyền là còn trở lại là không có được, không. Rồi mấy bạn nó cũng về hết trơn à. Nhưng mà sau 5 năm rồi nha, có đuổi về cũng không về nữa. Hồi mới đầu 1-2 năm đầu sốc dữ lắm, ai cũng vậy hết á. Nhiều cái hoàn cảnh lắm nè. Có người làm bác sĩ đi Mỹ làm gì? Tại vì cái bằng bác sĩ qua Mỹ đâu có làm gì được đâu. Rồi cái qua đi làm nè buồn khóc. Rồi những người làm giáo viên nghỉ đi lo cho con. Rồi
rồi cũng khóc. Rồi có người làm phi công, mà các bạn biết phi công Việt Nam ngầu lắm, bộ đi phi công mà phi công Việt Nam Airlines á ngầu lắm, mà qua đây mới làm gì giờ, đi làm neo đâu, đi làm neo, các bạn tưởng làm neo đâu có đơn giản như mình nói đi làm neo đâu. Làm neo có nhiều người chủ á, người ta trẻ hơn mình, người ta sai mình, mà mình quen với cuộc sống mà vương nhã rồi mà người ta sai mình khó chịu lắm chứ bộ. Ví dụ như hên đó là mình gặp người chủ đàng hoàng, người chủ lớn tuổi đàng hoàng, ví dụ họ ta nhờ cái gì họ cũng nhờ nhỏ nhẹ, họ nhờ dễ thương. Còn nhiều người chủ à, mấy đứa đó nhỏ nhỏ nó lớn lên nó làm chủ, nó chưa từng biết mà nó sai bặt bặt à, nó nói những cái lời khó nghe. Khó nghe, ủa thì họ cái khó nghe thì nghĩ, không lẽ nghĩ chỗ này gặp chỗ khác không vậy cũng nghĩ nữa. Nên thành á, trăm hoàn cảnh không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào hết trơn á. Thôi mai vô chuẩn bị đi đi về. Chào tạm biệt các bạn nha. Lâu lâu mai về đây chơi. Bye, chúc các bạn có một ngày thật là vui.